Vinhomes Thăng Long được truyền cảm hứng từ mảnh đất Hà Nội ngàn năm, với thế đất tựa rồng bay, thể hiện khát vọng mở rộng và đổi mới thành phố, đưa Hà Nội vươn lên một tầm cao mới. Với quy mô khoảng 24 hectare và mật độ xây dựng 27,3%, Vinhomes Thăng Long bao gồm 798 căn nhà vườn biệt lập, liền kề và shop house được xây dựng biệt lập, khép kín, mang lại không gian sống riêng tư, an toàn tuyệt đối. Nhà vườn biệt lập Vinhomes Thăng Long được xây dựng theo mô hình biệt thự song lập với ba mặt thoáng, mang đến không gian xanh rộng mở cùng sân trước và vườn sau nhà, với 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 6 phòng vệ sinh, 3 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng giặt. Nhà vườn biệt lập Vinhomes Thăng Long sẽ là không gian sống lý tưởng cho cả gia đình. Nhà liền kề Vinhomes Thăng Long sở hữu vị trí đắc địa ngay trên trục đường trung tâm, thương mại Sầm Uất. Nhà liền kề bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 5 phòng vệ sinh và 2 phòng sinh hoạt chung. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2016, tập đoàn Vingroup đưa ra chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành riêng cho khách hàng mua nhà vườn biệt lập và nhà liền kề Vinhomes Thăng Long lựa chọn thứ nhất. Khách hàng mua nhà vườn biệt lập sẽ được hỗ trợ vay vốn lên đến 65% với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, tặng gói nội thất trị giá 800 triệu với căn nhà có giá dưới 10 tỷ đồng, 1 tỷ với căn nhà trị giá từ 10 đến 15 tỷ đồng và 2 tỷ đồng với căn nhà có giá trên 15 tỷ đồng. Tặng gói dịch vụ quản lý 10 năm, tặng gói dịch vụ giáo dục tại VinSchool trong 3 năm. Trong trường hợp chọn không áp dụng ưu đãi, khách hàng sẽ được giảm trừ vào giá trị căn nhà. Ví dụ cụ thể, với một căn nhà trị giá 9,8 tỷ đồng và có diện tích xây dựng là 258,5 m², sau khi trừ giá trị gói nội thất, gói dịch vụ quản lý 10 năm, gói dịch vụ giáo dục tại VinSchool trong 3 năm chỉ còn 8,6 tỷ đồng. Lựa chọn thứ hai, đối với những khách hàng không nhận hỗ trợ vay vốn, tập đoàn Vingroup áp dụng chính sách ưu đãi với tên gọi tậu nhà sang, dinh xế vàng Mercedes. Cụ thể, với căn nhà có giá dưới 10 tỷ đồng, khách hàng sẽ được nhận ngay một xe Mercedes A200 trị giá 1,339 tỷ. Từ 10 đến 15 tỷ đồng, nhận xe Mercedes C200 1,479 tỷ. Và trên 15 tỷ đồng nhận xe Mercedes E400 có trị giá 2,879 tỷ. Tặng gói dịch vụ quản lý 10 năm, tặng gói dịch vụ giáo dục tại VinSchool trong 3 năm. Trường hợp khách hàng không nhận ưu đãi tặng xe Mercedes, căn nhà giá 9,8 tỷ đồng và có diện tích xây dựng là 258,5 m², sau khi giảm trừ giá trị xe Mercedes, gói dịch vụ quản lý 10 năm, gói dịch vụ giáo dục tại VinSchool trong 3 năm chỉ còn 8,1 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với các căn nhà vườn biệt lập bàn giao thô, khách hàng sẽ được giảm từ 4,5 triệu đồng trên 1 m² xây dựng. Như vậy, giá trị một căn nhà vườn biệt lập bàn giao thô trị giá 9,8 tỷ đồng với diện tích xây dựng 258,5 m² sau khi giảm trừ tất cả các ưu đãi chỉ còn 6,9 tỷ đồng. Hãy trở thành cư dân của Vinhomes Thăng Long để mỗi ngày sẽ là sự trải nghiệm và an hưởng môi trường sống thuần khiết, yên bình, đẳng cấp vượt trội trong sự kết nối, chia sẻ của một cộng đồng cư dân văn minh và phồn thịnh. Vinhomes Thăng Long, đất quý như ngọc, thế mạnh như rồng.